Mày đứng lên đây nè, mày đứng lên này, đứng lên này. Đứng lên. Hôm nay năm hết hết đến nhìn thấy anh em có mặt ở đây là cũng rất là vui. Vui lắm. Mà cũng có một chút xíu gợi cái nỗi buồn tôi và của một số gia đình ở đây. Không biết là năm sau là mình có được bữa tất niên ngồi đầy đủ như vậy. Và một số gia đình phải chuyển nhà đi chỗ khác nữa. Nhưng mà trong cái nỗi buồn chút xíu vậy nha, mình cũng đừng có quan tâm tới. Mình phải vui lên để mà sống mà, phải không? Tôi xin thay mặt gia đình xin cầu chúc cho tất cả anh chị em ngày hôm nay một năm mới dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài và được gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hôm nay là trong cái buổi tiệc hôm nay là chúng ta phải vui hết mình nha. Rồi. Oh. Oh. Right.